Quyết định của Tổng thống Biden được đưa ra sau các cuộc tham vấn với đội ngũ an ninh quốc gia tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Biden không tiết lộ cách đáp trả mà ông đề cập đến là gì. Khi được hỏi về trách nhiệm của Iran đối với vụ tấn công ở Jordani, Tổng thống Biden cho biết Iran có trách nhiệm do đã cung cấp vũ khí cho những người tiến hành vụ tấn công nói trên. Trong những tháng gần đây, các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq cũng hứng chịu hơn 150 cuộc tấn công như trên. Nhưng sự kiện ở Jordani là lần đầu tiên ghi nhận có binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Lính biệt kích Israel đã cải trang thành nhân viên y tế và phụ nữ Hồi giáo, rồi xông vào một bệnh viện ở khu bờ Tây và giết chết 3 người bị nghi là các tay súng Palestine. Quân đội Israel cũng xác nhận đã tiêu diệt 3 nghi phạm là tay súng Palestine trong một chiến dịch bí mật chung có sự phối hợp giữa quân đội, cơ quan an ninh nội địa Israel Shin Bet và biên phòng tại bệnh viện Insina ở Jenin bờ Tây. Quân đội Israel cáo buộc các tay súng người Palestine đang sử dụng bệnh viện này làm nơi ẩn náu. Trong khi đó, cơ quan y tế Palestine cho biết lực lượng Israel đã nổ súng bên trong bệnh viện Insina. Cơ quan này lên án cuộc đột kích và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây áp lực buộc quân đội Israel phải dừng các động thái như vậy tại các bệnh viện. Người phát ngôn của bệnh viện Insina cho biết không có nổ súng đáp trả, cho thấy đây là một vụ giết người có chủ đích. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM cho biết các tay súng Houthi đã phóng một tên lửa hành trình chống hạm từ Yemen ra Biển Đỏ. Tàu khu trục US Gravely đã bắn hạ thành công tên lửa này. Không có thiệt hại và thương vong sau vụ việc. Đây là vụ phóng tên lửa mới nhất mà Houthi thực hiện trên Biển Đỏ. Từ cuối năm 2023, lực lượng Houthi đã tăng cường tấn công vào tàu chở hàng liên quan đến Israel, di chuyển qua tuyến đường biển nối châu Á với châu Âu và Mỹ. Động thái này khiến Mỹ và Anh tiến hành các cuộc không kích trả đũa nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Bất chấp các vụ không kích liên tiếp của Mỹ và Anh, lực lượng này tuyên bố tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Biển Đỏ cho đến khi Israel ngừng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dải Gaza và người dân Palestine. Dự kiến, phái đoàn Hamas sẽ họp với người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Abbas Kamel tại Cairo thảo luận về một thỏa thuận khung tạm ngưng giao tranh 45 ngày tại Gaza và trả tự do cho các con tin đang bị Hamas giam giữ. Đây là kết quả của cuộc thảo luận tại Paris ngày 28 tháng 1 vừa qua với sự tham gia của các quan chức hàng đầu của Israel, Mỹ, Qatar và Ai Cập. Trước đó, đại diện phong trào Hamas, ông Ismail Haniyeh cho biết đã nhận được đề xuất ngừng bắn được đưa ra tại cuộc hội đàm ở Paris và Hamas đang xem xét khuôn khổ của thỏa thuận nói trên. Ông Haniyeh cũng lưu ý Hamas đã được nhận lời mời đến Cairo để thảo luận về đề xuất. Trong một tuyên bố, ông Haniyeh cho biết phản ứng của phong trào Hamas đối với đề xuất này sẽ tùy thuộc vào việc Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại dải Gaza và rút hoàn toàn lực lượng khỏi vùng lãnh thổ này. Một tòa án của Pakistan ngày 31 tháng 1 đã kết án 14 năm tù giam đối với cựu thủ tướng Imran Khan và vợ của ông với tội danh nhận và bán quà tặng nhà nước một cách trái phép. Đảng Tehreek-e-Insan Pakistan của ông Imran Khan cho biết tòa án phán quyết cấm ông Imran Khan và vợ nắm giữ bất kỳ chức vụ công nào trong vòng 10 năm. Mỗi người cũng phải nộp phạt 787 triệu rúp, tương đương 2,8 triệu đô la Mỹ. Trước đó, ngày 30 tháng 1, ông Khan bị tòa án kết án 10 năm tù giam với tội danh làm lộ bí mật nhà nước. Ông Khan nắm giữ cương vị thủ tướng Pakistan từ năm 2018 đến năm 2020 trước khi từ chức vì không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Ông bị bắt giam từ tháng 8 năm 2023 với cáo buộc hàng loạt tội danh. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner đã tái cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine. Phát biểu trước Quốc hội với các thành viên đảng đối lập, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định số tiền viện trợ Ukraine của Đức đã được chi tiêu hợp lý và vì lợi ích của nước Đức, trong đó có kiểm soát tình trạng di cư. Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết Đức là nước đi đầu quốc tế về hỗ trợ tài chính, đồng thời nhắc lại rằng chính phủ của Thủ tướng Olaf Scholz là nước ủng hộ lớn thứ hai thế giới cho Ukraine sau Mỹ. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đồng ý về nguyên tắc tăng gấp đôi viện trợ quân sự của nước này cho Ukraine vào năm 2024 lên 8 tỷ euro. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phủ nhận việc nhà lãnh đạo Ukraine yêu cầu chỉ huy quân sự cấp cao nhất là Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny phải từ chức ngày 30 tháng 1. Thông tin ông Zaluzhny có thể bị buộc phải từ chức đã xuất hiện trên mạng xã hội từ chiều ngày 29 tháng 1. Vài giờ sau, Bộ Quốc phòng Ukraine nhanh chóng đưa ra tuyên bố trên Telegram phủ nhận thông tin trên. Trước đó, có thông tin cho biết nghị sĩ Oleksiy Goncharenko của Ukraine tiết lộ rằng hôm 30 tháng 1, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu ông Zaluzhny từ chức, nhưng ông đã từ chối.
nguyên nhân có thể là do bất đồng giữa hai bên. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin, Triều Tiên đã tiến hành diễn tập phóng tên lửa hành trình chiến lược. Theo KCNA, tên lửa Wasan 2 đã được phóng trong cuộc diễn tập được tiến hành tại bờ biển phía Tây Triều Tiên. Cuộc diễn tập đã góp phần kiểm tra thế trận phản công nhanh của quân đội nhân dân Triều Tiên và cải thiện khả năng tấn công chiến lược của quân đội. KCNA nêu rõ, hoạt động diễn tập không ảnh hưởng đến an ninh của nước láng giềng. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình từ bờ biển phía Tây nước này, chỉ 2 ngày sau khi phóng thử tên lửa hành trình từ bờ biển phía Đông. Cụ thể, Phó Cố vấn An ninh Nội địa Mỹ Jen Daskan đã đến Bắc Kinh để tham dự cuộc họp khai mạc của nhóm công tác hợp tác chống ma túy. Đi cùng bà có các đại diện cấp cao của Mỹ từ Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp. Tại Bắc Kinh, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã trực tiếp thảo luận về những nỗ lực chung nhằm ngăn chặn dòng fentanyl vào Mỹ. Đây là dấu hiệu hợp tác mới khi hai cường quốc cố gắng quản lý mối quan hệ song phương. Phía Mỹ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ cung cấp một nền tảng để tạo điều kiện cho sự phối hợp giữa hai nước nhằm giải quyết việc sản xuất, tài trợ và phân phối các tiền chất này, ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Fentanyl là một trong những chất cấm nguy hiểm, giết nhiều người nhất trong cuộc khủng hoảng ma túy ở Mỹ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 100.000 ca tử vong có liên quan tới việc sử dụng ma túy quá liều vào năm 2022. Hơn 2/3 trong số này là do fentanyl hoặc các loại ma túy tổng hợp tương tự. Giới chức Peru đã thu giữ 7,2 tấn ma túy được ngụy trang bên trong một lô gạch giả gỗ đi châu Âu. Theo cơ quan hải quan Peru, lô hàng đang làm thủ tục quá cảnh qua Bolivia và đến Bỉ. Số ma túy này được chó nghiệp vụ phát hiện vào ngày 18 tháng 1. Được biết, tại thị trường Peru, hơn 7 tấn ma túy này có giá trị hơn 10 triệu đô la Mỹ. Nhưng ở điểm đến cuối cùng là Bỉ và Hà Lan, chúng có giá trị hơn 300 triệu đô la Mỹ. Một vụ tai nạn đường bộ ở khu vực Tây Bắc Mexico đã khiến ít nhất 19 người chết và 22 người bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc giữa một xe tải và một xe buýt chở khách ở bang Sinaloa, ở Tây Bắc Mexico. Theo thông tin ban đầu, cả hai chiếc xe đều bốc cháy và giao thông trên tuyến cao tốc này, vốn kết nối hai thành phố biển Mazatlán và Los Mochis, đã phải tạm dừng do vụ tai nạn. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Cũng tại Mexico đã xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra trên biển gần thị trấn nghỉ mát nổi tiếng Cancun, miền đông Mexico. Theo báo chí địa phương, con tàu du lịch gặp nạn khi đang chở 17 hành khách tham quan và hai thủy thủ đi từ đảo Mazares hướng về đất liền. Các hành khách bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện trong đất liền để điều trị. Các nhà chức trách địa phương đang điều tra làm rõ liệu con tàu có chở quá số người quy định hoặc thời tiết xấu có làm con tàu gặp nạn hay không. Làn sóng nông dân biểu tình đã lan rộng ở nhiều quốc gia châu Âu. Tại Bỉ, nông dân nước này đã phong tỏa các đường cao tốc trên khắp đất nước trong ngày thứ ba liên tiếp, phản đối các tiêu chuẩn nông nghiệp mà họ cho là quá cao và khiến các sản phẩm nông nghiệp của họ thiếu sức cạnh tranh bởi hàng nhập khẩu nước ngoài. Tại Pháp, rất đông nông dân đã lái máy kéo xếp hàng dài trên cao tốc nhằm kêu gọi sự trợ giúp của chính phủ trong ngành nông nghiệp. Những người biểu tình cho biết họ không có thu nhập tương xứng và bị cản trở bởi quy định quá cứng rắn về bảo vệ môi trường. Tại Tây Ban Nha, ba nghiệp đoàn nông nghiệp lớn là Asaja, UPA và COAG thông báo sẽ tham gia phong trào biểu tình đang ngày một rầm rộ ở khắp châu Âu nhằm phản đối các điều kiện làm việc của người nông dân. Các cuộc biểu tình được tổ chức trong suốt hơn một tuần qua trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra vào ngày mai, với hy vọng hành động của họ sẽ thu hút sự chú ý của các chính trị gia vào thời điểm ngành nông nghiệp châu Âu đang gặp nhiều khó khăn. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Attal thông báo, lò phản ứng hạt nhân Flamanville EPR bị trì hoãn bởi tập đoàn điện lực Pháp sẽ đi vào hoạt động. Pháp là quốc gia sản xuất 2/3 năng lượng từ các nhà máy hạt nhân và điện hạt nhân cũng được coi là một trong ba trụ cột chính giúp Pháp đạt được mục tiêu trung hòa khí thải nhà kính vào năm 2050, song song với việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và chính sách tiết kiệm năng lượng. Chiến lược này của Pháp trái ngược với chính sách của Đức. Nước đã bắt đầu cho dừng các nhà máy điện hạt nhân từ năm 2011. Hệ thống giao thông công cộng của Paris Pháp sẽ cung cấp các thiết bị dịch thuật được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI để giúp hàng nghìn du khách di chuyển trong mạng lưới thủ đô trong Thế vận hội năm nay. Ứng dụng sẽ hạn chế việc du khách quốc tế có thể đi lạc trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Thiết bị dịch thuật có tên gọi là Tradivia có thể dịch sang 16 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Ả Rập, tiếng Hàn Quốc và các ngôn ngữ khác. Thiết bị sẽ giúp du khách giải đáp những thắc mắc như làm thế nào tôi có thể đến sân vận động Stade de France, làm cách nào để tôi đến ga vì tôi phải đi tàu, hay làm cách nào để đến được lễ khai mạc Olympic. Thiết bị này cũng có khả năng thay đổi trải nghiệm của nhân viên tàu điện ngầm, giúp họ tự tin hơn khi tiếp cận khách du lịch trong tàu điện ngầm. Olympic 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8
với 11 bộ môn thi đấu. Dự kiến dịch vụ này sẽ vẫn được duy trì sau khi Thế vận hội kết thúc, bởi Paris cũng là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới dành cho du khách quốc tế. Lễ đăng quang diễn ra tại Cung điện Hoàng gia và được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc. Sau màn chào mừng, quốc vương Sultan Ibrahim tiến hành duyệt đội danh dự tại quảng trường Cung điện Hoàng gia và tiến vào Hoàng cung tham dự cuộc họp đặc biệt lần thứ 264 của Hội nghị các nhà cai trị Malaysia, diễn ra đồng thời với lễ tuyên thệ của quốc vương thứ 17. Trước lễ đăng quang, quốc vương Sultan Ibrahim cam kết sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng cũng như thúc đẩy phát triển đất nước. Tại Malaysia, quốc vương mang tính biểu tượng được biết đến với vai trò bảo vệ đạo Hồi và những truyền thống của người Malaysia. Quốc vương cũng là nhà lãnh đạo trên danh nghĩa của các lực lượng vũ trang Malaysia. Sương mù dày đặc đã bao trùm trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc trong ngày 31 tháng 1, khiến một số tuyến phà đến và đi khỏi thành phố tạm thời bị đình chỉ. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã đưa ra cảnh báo màu cam về sương mù với tầm nhìn dưới 200 mét ở hầu hết các khu vực của thành phố. Sương mù dày đặc đến mức không thể nhìn thấy ánh đèn của tháp Phương Ngọc Đông nổi tiếng Thượng Hải. Dự báo, tuyết và mưa băng giá trong vài ngày tới có thể sẽ cản trở việc đi lại của hàng triệu người Trung Quốc trong dịp xuân vận, cao điểm đi lại nhân dịp Tết Nguyên đán.